Hà Minh xin kính chào tất cả các anh chị em, cô dì, chú bác đã đến với video mới của Hà Minh. Hôm nay Hà Minh xin chúc tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay Hà Minh sẽ chia sẻ về tác dụng và công dụng của trái dứa có công dụng và tác dụng như thế nào nha. Đầu tiên mình sẽ nói sơ về cây dứa. Cây dứa thường thường nó mọc thành bụi và nó có quả, có cái chùm lá ở trên đầu. Cây này á thì mình cũng có thể trồng bằng cái đầu này, đầu ở cái đầu mọc ở trên quả này cũng có thể trồng và ra rễ được nha. Nó trồng tất cả ở tất cả các vùng miền trên Việt Nam của chúng ta và đâu đâu cũng thấy quả dứa. Dứa thì đó là mình chia sẻ về cây dứa và mình sẽ nói về các thành phần có trong dứa nha. Dứa thì chứa rất là nhiều vitamin A, vitamin B6, phốt pho, sắt, kẽm, canxi và mangan. Có nhiều vitamin C và mangan. Dứa giúp tiêu hóa tốt. Chúng ta hay ăn dứa bằng cách là lấy nước dứa hoặc ép lấy nước của trái dứa này để làm nước uống hàng ngày, hay là chúng ta cũng có thể kho dứa với thịt, với cá, hay kho với các món ăn tùy theo mỗi sở thích của mỗi người nha. Các thành phần có trong dứa là có chứa các thành phần ngăn ngừa ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư tuyến mật. Dứa có đặc tính chống viêm rất tốt. Ai mà bị bệnh thì xương khớp thì dùng dứa rất là tốt. Chúng ta dùng lấy 1/2 quả dứa, ép lấy 1 ly nước uống trong ngày thì rất tốt cho xương khớp. Dứa được dùng thường xuyên làm thuốc thì rất tốt nha. Dứa thì chúng ta cũng có thể trị được bệnh sỏi thận nha. Thận tầm 4 đến 10 ly thì dùng phương pháp này cũng có thể chữa được sỏi thận. Để làm tan sỏi, mình thành phần chủ yếu là mình lấy 30 gram phèn chua cộng với một quả dứa tầm 1,5 kg là được rồi. Mình sẽ tiến hành gọt cái đầu dứa này và mình sẽ mang đi để nướng dứa. Đây sẽ mình sẽ chia sẻ và các bạn sẽ tham khảo về cách nướng dứa trị sỏi thận nha. Đầu tiên mình sẽ mổ quả dứa này ra, rồi cái đầu này nè, mình gọt cái chỗ phần đầu, rồi mình sẽ quét một lỗ tầm 2 đến 3 cm. Mình sẽ quét xong cái lỗ này, mình sẽ bỏ phèn chua vô, quét được càng sâu càng tốt. Mình bỏ 30 gram phèn chua vô thì mình sẽ tiến hành đậy quả dứa này, nắp dứa này vô đó, quét thật sâu vô nha các bạn, tầm 3 cm á. Mình sẽ bỏ được nhiều phèn chua hơn. Mình không phải sử dụng đường phèn đâu nha, phèn chua nó sẽ làm tan viên sỏi đó. Đây là phương pháp mình hay dùng cho người thân của mình.
Đó, mình sẽ lấy tầm 6 đến 7 que tăm để mình sẽ ghim cái đầu dứa lại, bởi vì mình lúc mà mình cắt dứa ra thì mình sẽ ghim lại để giữ lại cái phèn chua, để nó khỏi chảy phèn chua ra ngoài, đổ phèn chua ra ngoài nha. Đó, mình sẽ tiến hành bỏ phèn chua vô. Đó. Mình càng giã nát phèn chua thì phèn chua ngấm vô trong quả dứa sẽ càng tốt cho mình nha. Đó, mình sẽ tiến hành đậy đậy cái nắp này vô và bắt đầu mình sẽ ghim tăm vô để giữ lại cái phần đầu quả dứa. Mình ghim bằng tăm này sẽ rất là chắc luôn nha. Nó sẽ không bị đổ xuống hay đổ ra ngoài. Cách này cũng rất là hiệu nghiệm. Bây giờ mình sẽ mang quả dứa này mang đi nướng nha. Mình sẽ nướng khoảng 15 30 phút đó, để cho quả dứa này nó sẽ bị cháy cái da ở bên ngoài đi. Đó, quả dứa mình bắt đầu nướng rồi này. Mình thì nướng bằng bếp ga nha, bởi vì mình không có bếp củi. Nếu mà có bếp củi thì càng tốt, không có bếp củi thì mình cũng có thể sử dụng bếp ga, không có gì là không được hết á. Mình chỉ cần nướng trái dứa này để nó cháy cái vỏ bên ngoài là được rồi. Đó. Sau khi được 15 30 phút thì mình sẽ lấy quả dứa này đi thái ra. Mình lật dứa này. Phương pháp này rất là tốt luôn nha, không cần sử dụng thuốc tây mà sỏi vẫn tan được luôn á, bởi vì phương pháp này mình thường hay áp dụng này. Mình sử dụng quả dứa là mình sử dụng để tan cái sỏi này, là mình sử dụng 7 đến 8 quả dứa nha, không sử dụng quá nhiều. Mình sử dụng quả thứ 7 mình ngưng lại một ngày. Sau một ngày thì mình tiếp tục mình sử dụng quả thứ 8 thì cái viên sỏi nó sẽ bị tan ra. Mình sau khi mình nướng xong này. Đó, vỏ dứa của mình đã bị cháy rồi và đã sắp được rồi đó. Sau khi quả dứa của mình đã nướng xong, mình sẽ gọt cái vỏ bên ngoài. Rồi mình dùng máy xay sinh tố để ép lấy nước cốt. Hoặc mình cũng có thể dùng một miếng vải màn hay một miếng vải thật sạch để ép lấy nước dứa nha, nước cốt á. Không phải, mình không pha gì đâu. Mình sẽ được một ly nước hỗn hợp. Ly nước dứa nguyên chất chứ, mình không pha thêm nước nào luôn nha, chỉ có nước dứa với lại phèn chua trộn lẫn với nhau thôi. Đó. Trái dứa rất là thơm luôn. Uống nước ép dứa này rất là thơm và nó không có vị đắng hay là gì đâu nha, rất là ngon luôn, rất dễ dễ uống luôn.
còn nóng hổi luôn á, mình vừa mới lấy xuống. Đó. Mình sẽ tiến hành mổ ra rồi để ép lấy nước nha. Sau khi mình đã ép lấy nước thì mình sử dụng, mình sẽ được một ly nước dứa hoàn chỉnh, và nước dứa này nguyên chất luôn nha. Mình sẽ sử dụng cái ly nước dứa này vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối trước khi đi ngủ là mình sẽ uống nha. Mình uống cái ly này là mình sẽ chia thành hai lần, mình sẽ bỏ vô trong tủ lạnh để uống. Mình uống một nửa còn mình uống uống một nửa, còn một nửa còn lại thì mình sẽ để vô trong tủ lạnh. Sáng mai mình sẽ uống, còn cái này thì mình sẽ uống vô buổi tối để cho cái viên sỏi nó sẽ tan ra. Đây là cách chỉ sỏi thận về trái dứa của mình. Đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào trong những video sau nha. Chúc anh chị sử dụng trái dứa hợp lý và thơm ngon bổ dưỡng, chỉ được bệnh sỏi thận. Mong rằng video này sẽ giúp ích cho các anh chị. Hà Minh xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau nha. Nếu anh chị nào mới đến video mới của Hà Minh thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Hà Minh, để Hà Minh có thêm những video mới và hấp dẫn hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.